PNQ Solutions là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo về cải thiện năng suất chất lượng trong hai cái mảng, một là cải thiện hiệu suất của các nhà máy sản xuất thông qua các cái nhóm giải pháp Lean Six Sigma và các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến các cái nhóm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam và trong các cái chuỗi cung ứng lớn hay gọi là các ngành công nghiệp hỗ trợ. Với PNQ Solution năm nay chúng tôi ở năm thứ 15 trong cái hoạt động của mình và là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về cái phần tư vấn và đào tạo, đặc biệt là trong gần về Lean Six Sigma và cải thiện hiệu suất của nhà máy. Với cái đội ngũ chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm cũng như là đã từng tham gia quản lý và sản xuất ở trong các cái nhà máy như ở Toyota, Ford, thì chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong cái triển khai các cái dự án thực tế cũng như là hướng dẫn các cái doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong những năm vừa qua. Thực ra với các cái doanh nghiệp mà đã từng sử dụng dịch vụ đào tạo hoặc là tư vấn ở PNQ Solution thì họ thường rất là thú vị ở ba cái khía cạnh. Một tên là họ thấy rằng là các cái hoạt động của họ trở nên hiệu quả hơn, các cái lãng phí được loại bỏ, các cái quy trình công việc thì được rõ ràng, được sắp xếp lại một cách hợp lý. Và cái thứ hai ấy là người ta cảm thấy hưng phấn hơn, tại vì là cái công việc nó được tổ chức tốt hơn. Và với các cái doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các đội ngũ quản lý cấp trung và quản lý cấp hiện trường, thì các cái chương trình đào tạo và tư vấn của PNQ giúp cho họ nhìn nhận rõ hơn về cái công việc và họ nhìn thấy được cái vai trò và khả năng đóng góp của họ vào trong cái hoạt động hàng ngày của tổ chức. Và cái thứ ba, nó tạo ra một cái phản ứng về văn hóa tích cực ở trong tổ chức từ những cái người công nhân ở dưới hiện trường cho đến các cán bộ quản lý. Tại vì họ nhìn thấy rằng là họ đều có thể đóng góp, họ nhìn thấy rằng là họ có khả năng nhìn thấy các cái cơ hội để mà cải thiện, mà trước đây những cái cơ hội đấy nó vẫn cứ xuất hiện ở trong công ty. Họ có thể đã nhìn thấy hoặc họ chưa nhìn thấy, nhưng mà họ chưa có phương án hoặc là họ chưa tự tin với các cái phương án để giải quyết nó một cách thành công. Thì khi họ làm việc với các chuyên gia ở PNQ Solution, họ không chỉ đạt được cái vấn đề về cải thiện hiệu suất mà họ còn có thể cải thiện được về năng lực của nhân sự và tạo ra được các cái chuyển đổi tích cực về mặt văn hóa trong doanh nghiệp. Với quan điểm cơ bản của PNQ Solution là cung cấp các cái giải pháp mà nó phải phù hợp với các đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và nó phản ánh cái hiện trạng cũng như là mong muốn quản trị của họ để mà giúp họ định vị tốt hơn trong cái chuỗi cung ứng và theo đuổi được các chiến lược cạnh tranh. Thì bước đầu tiên tôi thường làm đó là cái chuyện khảo sát cái hiện trạng của doanh nghiệp liên quan đến việc hiện nay cái cách thức của tổ chức công việc, cái hiệu quả thực tế, các cái vấn đề họ gặp phải, các cái nhu cầu họ cần phải giải quyết, cái mong muốn họ muốn đạt được cũng như là cái vị trí tương đối của họ trong cái chuỗi cung ứng cũng như là trong cái ngành mà họ đang phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Ở cái bước thứ nhất này thì PNQ có rất nhiều kinh nghiệm cung cấp cái dịch vụ cho các doanh nghiệp khác nhau, cho nên có rất nhiều các cái thông tin mà có thể hỗ trợ các doanh nghiệp benchmark họ với các cái doanh nghiệp khác cùng ngành nghề thuộc cái nhóm nhà cung ứng cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho các cái khách hàng lớn ở Việt Nam, ví dụ như Toyota, Honda, Canon, Panasonic chẳng hạn. Sau khi mà chúng tôi khảo sát được cái hiện trạng và mong muốn của họ rồi thì chúng tôi sẽ đề xuất một cái kế hoạch trung hạn dựa trên các cái công cụ và các thực hành tốt để quản lý trong các cái nhà máy và các doanh nghiệp, để mà thảo luận với các doanh nghiệp để mà xác định các ưu tiên và xác định một cái lộ trình trung hạn trong 12 đến 24 cho đến 36 tháng. Cái kế hoạch trung hạn này thông thường sẽ được chia nhỏ ra thành các cái chương trình ngắn hạn trong khoảng từ 3 đến 4 tháng để giải quyết các cái nhóm công việc chúng tôi gọi là các cái dự án. Song song với cái việc triển khai kế hoạch xây dựng các kế hoạch trung hạn thì đồng thời sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập một cái cơ cấu cho các cái hoạt động cải tiến hoặc các hoạt động chuyển đổi, bao gồm các cái nhóm bảo trợ đi cùng với nó là các cái nhóm nòng cốt, chúng ta gọi là các task force team để mà triển khai dự án. Sau khi mà thành lập được cái nhóm đó và đi được cái kế hoạch được thống nhất thì chúng ta sẽ chia ra và phân bổ kế hoạch đó
cho các cái cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm, trao cho họ cái ownership của các cái dự án và cái vai trò của họ phối hợp với các cái chuyên gia và các cái huấn luyện viên của P&Q Solution trong việc triển khai cái công việc cụ thể. Trong cái quá trình triển khai đến giai đoạn 4 thì chúng tôi sẽ triển khai các công việc cụ thể và đi theo, thông thường chúng tôi đi theo cái lộ trình của Kaizen, từ việc là nắm bắt hiện trạng cho đến việc về phân tích nguyên nhân, xác định đối sách, triển khai thử nghiệm các cái đối sách, đánh giá kết quả, tiêu chuẩn hóa các cái kết quả đạt được, sau đó là nhân rộng nó ra các khu vực khác và rút ra các bài học giúp cho các doanh nghiệp có thể là cải thiện được và phản ánh vào trong cái hệ thống quản trị của mình. Và phần quan trọng cuối cùng nữa là chúng tôi bao giờ cũng kết thúc với việc là gắn cái kết quả đạt được với kế hoạch trung hạn đã được thống nhất, cũng như đặt nó vào trong bức tranh tổng thể của chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp, xem là từng bước một cái đó chúng ta coi như nó là các stepping stone, thì nó sẽ giúp doanh nghiệp đi tốt hơn về cái chiến lược của họ như thế nào trong dài hạn. I love the tagline under your logo, leading solutions, leading people. Can you maybe share with us how what does it mean? And I, you know, because it's great. Rất là thú vị chị để ý đến cái slogan ấy. Quan điểm của P&Q là cung cấp các cái dịch vụ tốt nhất để cái doanh nghiệp khách hàng của mình thì có được cái lợi thế cạnh tranh và vươn lên dẫn đầu trong cái ngành sản xuất hay cung cấp dịch vụ mà họ đang tham gia vào. Và cái việc mà giúp cho họ có thể dẫn đầu được thì bằng cách là xác định được họ đang ở đâu và biết được rằng là xung quanh trong các lĩnh vực đó các thực hành tốt nào đang được triển khai. Và về mặt nội bộ của doanh nghiệp thì về vấn đề về triển khai các công cụ, về vấn đề về phát triển năng lực, về vấn đề về củng cố văn hóa thì doanh nghiệp nên làm cái gì. Và chúng tôi cũng rất là hạnh phúc là phần lớn các doanh nghiệp đã tham gia cùng P&Q Solution trong trung hạn thì đều thấy rằng là họ có được cái vị trí cải thiện hơn rất nhiều trong cái chuỗi cung ứng cũng như là cái thị trường họ tham gia vào.